showbiz đâu phải chỉ có cạnh tranh hạ bệ, vẫn còn rất nhiều sự trợ giúp đẹp đẽ bên trong. Trường Giang nâng đỡ hàng loạt đàn em, thương Lâm Vĩ Dạ, giúp Thúy Ngân, được Puka gọi thân ái là ba. Là anh lôi em đi, anh lôi em đi cho bạn rồi. Anh ấy đi thì dạ, Đi đi dạ. Phải làm, phải làm mới có tiền nuôi con. Ai giác không những không khó chịu vì hay bị nhầm lẫn với Sơn Tùng, còn chủ động bắt chuyện khi đàn em lạc lõng. Isaac nhớ là Sơn Tùng mặt khá là căng thẳng, chắc có nói là ok em cười lên đi. Tại vì thực ra thấy cũng nhóc là tội nghiệp của ba đang bệnh. Có ai thương Lan Ngọc như ST, lúc thì mua bài hát, khi thì bao dạp phim, chăm sóc bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Môi trường showbiz thị phi và tranh đấu không ngừng, nhưng ở đó cũng có những tình bạn thật đẹp, có những sự giúp đỡ tận tâm từ đáy lòng mà cả người cho đi lẫn người nhận về đều vô cùng hạnh phúc. Trường Giang luôn dành sự nâng đỡ cho đàn em, giúp cho những người trẻ làm việc cùng mình không phải gặp quá nhiều khó khăn như bản thân ngày trước. Lâm Vĩ Dạ là nữ diễn viên được đàn anh mười khó giúp rất nhiều. Cô từng bộc bạch, tôi vô cùng mang ơn anh Giang. Anh Giang là người anh bên cạnh tôi từ ngày còn học trong trường sân khấu. Sau này khi công việc của anh tốt hơn, có vị trí hơn trong nghề, anh lôi tôi đi cho bằng được vì thấy tiếc cho tôi. Anh Giang nói, đi theo anh, đi đi dạ, phải làm mới có tiền nuôi con. Thúy Ngân cũng từng chia sẻ đã được đàn anh Trường Giang trợ giúp, nâng đỡ và tạo điều kiện rất nhiều khi cả hai hợp tác chung trong sâu giải trí. Puka cũng là mỹ nhân làng hài được Trường Giang nâng đỡ, sự diêu dắt chỉ bảo của đàn anh giúp cho cô nàng trưởng thành và tốt lên từng ngày. Sự kính trọng của Puka dành cho đàn anh thể hiện luôn ở sưng hô khi cô luôn gọi anh là ba, còn nhờ Trường Giang làm chủ hôn lễ cho mình nữa. Trường Giang còn giúp rất nhiều người nữa, đến nỗi anh chàng Phát La từng tiết lộ rằng danh hài này bị Hiền giúp đỡ, chỉ cần đàn em đàng hoàng tử tế là anh hỗ trợ vô điều kiện. Ca là bằng ba, thì đám cưới của hai đứa mà tôi còn mệt hơn chính đám cưới của tôi. Trong Vbiz, Isaac và Sơn Tùng được coi là hai ngôi sao có ngoại hình giống nhau, từng một thời còn hay bị nhầm lẫn. Sau này hai chàng ca sĩ này còn bị xem là đối thủ của nhau nữa. Tuy nhiên, họ không cạch mặt hay khó chịu với nhau như dự đoán đâu. Thậm chí trước đây khi Sơn Tùng chưa đình đám như hiện tại, anh chàng đã được Isaac chủ động bắt chuyện trên sân khấu khi đứng lạc lõng một mình nữa kìa. Tương tác của hai chàng mỹ nam khi ấy khiến khán giả vô cùng tò mò. Sau này Isaac mới tiết lộ rằng anh thấy Sơn Tùng đang căng thẳng nên nhắc anh chàng cười lên cho thoải mái. Sự tương tác này cho tới nay vẫn khiến người ta yêu thích. Người ta thường nói nam với nữ làm gì có tình bạn, nhưng ST và Lan Ngọc chắc chắn là ngoại lệ. Nàng Ngọc nữ màn ảnh Việt thẳng thắn cho biết ST là bạn thân nhất trong showbiz của cô. Dù fan liên tục soi hint đẩy thuyền nhưng điều đó cũng không làm đôi bạn này ngại ngùng xa cách. ST từng vì Lan Ngọc mà không tiếc bỏ ra cả trăm triệu để mua bài hát đem tặng, khi Lan Ngọc ra mắt phim là bao dạp ủng hộ ngay. Hai lúc người đẹp tham gia show ca hát là ST cũng thuê bảng đèn led ngoài trời chạy tên ủng hộ. Đổi lại khi ST tham gia show, Lan Ngọc cũng mua tặng đàn để tiếp động lực cho anh chàng. Còn rất nhiều dịp cả hai thể hiện tình cảm và sự ủng hộ tuyệt đối dành cho nhau nữa, ai nhìn vào tình bạn này cũng ngưỡng mộ vô cùng. 100 triệu. <laughs> ST từng hứa với người bạn này là ST sẽ mua bài cho bạn này là Lan Ngọc á. Hương Giang và dược sĩ Tiến cũng là cặp bài trùng đáng ngưỡng mộ trong showbiz. Chính nàng hậu chuyển giới từng tiết lộ dược sĩ Tiến là người trợ giúp cô về mặt tinh thần và vật chất rất nhiều. Anh còn hứa sẽ lấy Hương Giang nếu về già mà cô vẫn ấy nữa. Bù lại Hương Giang cũng giúp cho dược sĩ Tiến nổi lên, giúp anh xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình. cả hai tiết lộ rằng có sở thích cùng nhau mua nhà đất khắp các tỉnh thành, không quan trọng người đứng tên. Chẳng nói đâu xa, sự kiện Mid Universe vừa qua, ngay khi thấy Hương Giang bị bóng gió là dược sĩ Tiến đã ra mặt nhận hết mọi việc về mình. Động thái bảo vệ này một lần nữa chứng minh Hương Giang luôn có dược sĩ Tiến che mưa chắn gió.